Nhà hàng sinh thái Mộc Thảo Viên tọa lạc tại số 25 đường Đào Duy Tùng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Với diện tích lên tới 10.000 m2, nhà hàng mang phong cách kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Đặc biệt, nhà hàng sinh thái Mộc Thảo Viên nổi tiếng với các món ăn đậm chất Việt Nam, được chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon và đặc trưng của vùng miền. Không gian thoáng đãng, yên tĩnh và xanh mát của khu vườn sinh thái tại đây cũng tạo ra một không khí ấm cúng và thư giãn cho thực khách. Từ trung tâm Hà Nội, bạn có thể đến nhà hàng sinh thái Mộc Thảo Viên với 20 phút di chuyển ra ngoại ô thơ mộng là bạn có thể cùng bạn bè, gia đình, người thân hưởng một buổi dã ngoại và thưởng thức ẩm thực tuyệt vời. Hãy liên hệ với nhà hàng Mộc Thảo Viên để đặt bàn và được phục vụ.